Những ngày qua tại tỉnh lộ 152, đoạn đi qua địa phận xã Bản Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận tại hiện trường, điểm sụt lún tại km 22 600, vết nứt có chiều dài khoảng 70m, chiều rộng lên tới 20cm. Đặc biệt vết nứt có xu hướng tiếp tục phát triển, phía ta luy âm từ mặt đường đến điểm tiếp giáp với mặt nước hồ thủy điện bản hồ, hình thành nhiều vết nứt. Một số vị trí đã bị sạt lở, nguy cơ gây chia cắt giao thông. Trước tình hình đó, thị xã Sapa phối hợp với Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ tỉnh Lào Cai đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sự cố. Phương án nắn tuyến vào phía Ta Luy Dương với chiều dài gần 100 mét đã được đơn vị thi công triển khai. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng tỉnh Lào Cai cũng đang lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện quan trắc, theo dõi, đánh giá nguyên nhân gây ra hiện tượng sụt lún để có phương án xử lý lâu dài.